Xin chào các bạn, trên tay tôi đây là bộ chốt cửa tự động dành cho Serato bản 1.6. Với tính năng của bộ này thì bên em đã có những video về sử dụng và hướng dẫn rồi. Thì hôm nay bên em sẽ phát triển thêm hướng dẫn về video cách lắp đặt cho những khách mà ở xa có thể tự lắp được về cái bộ này. Đây là một chiếc Serato bản 1.6. Thì bên em sẽ chỉ từng vị trí dây một ạ. Đây là modem xử lý ạ. Còn đây là bộ dây chuyển đổi. Đây là vị trí chúng ta sẽ phải tháo đầu tiên. Đó là bảo vệ cầu chì ở đây. Một cầu chì. Chúng ta sẽ tháo cái rác này ra. Đây ạ, vị trí rác đây ạ. Vị trí rác này là vị trí rác cần phải tháo. Tiếp theo đó là một cầu chì số 10. Cầu chì số 10 đây ạ. Hàng thứ 3. Cầu chì từ trên xuống là cầu chì đầu tiên. Đây ạ. Tiếp theo đó là một cầu chì số 10 ở đây. Hàng đầu tiên, cầu chì thứ 4 từ trên xuống. Trong này thì ký hiệu rất rõ là cầu chì cốp đây ạ. Cầu chì cốp, đó là cầu chì của điện 12 cộng đây ạ, điện bình đây ạ. Còn cầu chì trên này là cầu chì dự phòng. Vị trí chúng ta phải tháo nữa là vị trí bắt mát, là chúng ta sẽ tháo gốc sườn này ra. Thì thợ bên em sẽ thực hiện tháo các bác nhé. Đây, thò tay trên này. Đây ạ, vị trí ốp sườn. Tất cả là bằng lẫy nhựa hết các bác nhé. Tháo ra rất chi là đơn giản ạ. Đây là một chiếc ốc. Chiếc này là chúng tôi sẽ dùng để bắt mát. Đây ạ. Với bộ này thì sẽ có một số dây chúng ta cần phải mắt. Dây đen này là dây bắt vào mát và thân xe đây ạ. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tháo cái cụm rác này ra. Khi chúng ta rút cụm rác ra thì sẽ có tín hiệu của chuột nhé, chuột nhảy hoàn toàn bình thường nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm cái bộ chuyển đổi của bên em vào. Đây. Chúng ta sẽ cắm vào bộ chuyển đổi này. Và đầu kia chúng ta sẽ cắm quay lại cái vị trí chúng ta vừa rút rác ra đây ạ. Đây ạ, cái vị trí. Một cầu chì kìa. Sau khi chúng ta thực hiện cắm rác chuyển đổi này xong thì chúng ta sẽ còn một vị trí, đó là cầu chì. Dây này dây 12 cộng điện bình nhá. Và một rác chuyển đổi nữa.
với rác chuyển đồi này thì sẽ đưa sang phần ghế bên phụ ạ, phần cốp ghế bên phụ. Thì chúng ta sẽ thực hiện việc tháo ốc này ra, tháo ốc này ra, đẩy cái miếng này lui lại ạ. Đẩy miếng lui lại để chúng ta nhìn dây ạ. Dưới có một cái cậy nhựa, à dưới có một cái lẫy nhựa bên dưới. Chúng ta sẽ luồn cái dây sang bên ghế phụ nhé. Vâng ơi. Với ghế bên phụ thì chúng ta cũng sẽ thực hiện việc tháo ốc này ra. Sau đó thì chúng ta rút rác này ra. Vị trí này là có 3 rác, một rác màu trắng, màu đen, tiếp theo là một cái màu ghi. Thì chúng ta sẽ rút rác ở giữa ra. Đây, rác màu đen ở phía giữa này ra, lấy ở bên trong. Đây ạ, chúng ta rút ra. Em luồn cái dây kia để cắm chuyển đổi vào. Em cắm đi. Cắm vào cái, em có cắm, rút anh rác đấy. Thực hiện cắm vào thôi ạ. Khi chúng ta cắm vào, đầu còn lại chúng ta sẽ cắm quay lại cái bộ xử lý ạ. Bộ xử lý này là bộ của xe các bác nhé. Khi chúng ta thực hiện cắm xong thì chúng ta sẽ quay lại phần ghế lái. Chúng ta sẽ phải kết nối một dây cầu chì ở đây. Đây này là dây 12 cộng dây điện bình. Thì với trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng dây một con cầu chì số 10. Là con cầu chì trên bìa. Đây ạ, cầu chì số 10 là cầu chì cốp ạ. Cầu chì này luôn có điện. Chúng ta sẽ dùng kìm. Các bác có kìm nhọn thì có thể lấy kìm để rút, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái mở ở trong phần lắp cabo ở phía trước của xe. Chúng ta rút con chì 10 ra. Chúng ta sẽ cắm vào cái bộ cắm ở đây ạ. Yeah. Sau đó thì chúng ta cắm lại vào hệ thống của xe. Yeah. Chúng ta cắm lại vào hệ thống của xe. Sau khi thực hiện đấu các dây xong thì chúng ta sẽ cắm mô đun và đi gọn các dây này bạn. Bắt lại các vị trí chúng ta vừa tháo ra. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng được bộ chốt cửa cho Cerato bản 1.6 rồi ạ. Các bác cần hỗ trợ lắp đặt hoặc hướng dẫn về sử dụng bộ này thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ. Em xin cảm ơn ạ.